Hùng Hà cùng toàn thể ban tin tức và thời sự từ hệ thống truyền hình VBS xin kính chào quý vị. Chúc quý vị một ngày bình an sau một ngày quá nhiều chấn động từ Hoa Kỳ. Sau đây thì mời quý vị đến với phần tin tức và thời sự của ngày 8 tây tháng 1, 2021. Mở đầu là phần tin Hoa Kỳ với các tin chính như sau. Đảng Dân Chủ chiếm quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ. Một vài hình ảnh nhìn lại những gì xảy ra tại điện Capitol Hill hôm 6 tháng 1, 2021 đi vào giờ phút lịch sử đen tối của nước Mỹ. Bạo loạn của người biểu tình khiến 4 người chết và một số người bị thương. Thế giới sững sờ và kinh ngạc. Quốc hội Mỹ chính thức xác nhận ông Joe Biden thắng cử. Và sau đây là phần tin chi tiết. Đảng Dân Chủ, thưa quý vị, đã chiếm quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ. Ông John Ossoff, Đảng Dân Chủ, chiếm được 50,3% phiếu bầu và ông David Perdue, Đảng Cộng Hòa, chiếm được 49,7% phiếu, với 98% số phiếu được kiểm, theo tổ chức nghiên cứu Edison. Ông Ossoff vượt kỷ lục cần thiết để khỏi phải kiểm phiếu lại. Kết quả ở Georgia là cú giáng cuối cùng lên Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Mỹ đầu tiên kể từ năm 1932 bị mất Tòa Bạch Ốc và cả lưỡng viện quốc hội trong một nhiệm kỳ. Sau đây Hồng Hà xin gửi tới quý thính giả một vài hình ảnh nhìn lại những gì đã xảy ra tại điện Capitol Hill hôm 6 tháng 1 năm 2021 đi vào giờ phút lịch sử đen tối của nước Mỹ. Quốc hội tái tụ họp bỏ phiếu sau khi người biểu tình tràn vào quốc hội. Phó Tổng thống Mike Pence phát biểu từ ghế chủ tịch Thượng viện, nơi các thượng nghị sĩ tái hội họp sau khi đám đông bạo loạn bị đẩy lùi phát biểu. Tôi nói với những kẻ gây cảnh tàn phá trong điện Capitol ngày hôm nay, các người đã không chiến thắng, bạo lực không bao giờ chiến thắng, tự do chiến thắng và nơi này vẫn là ngôi nhà của nhân dân. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết, Quốc hội sẽ tái tục các thủ tục chứng nhận kết quả bầu cử một khi điện Capitol không còn những người biểu tình ủng hộ Donald Trump và an toàn để sử dụng. Bà Pelosi cho biết đã đưa ra quyết định với sự tham vấn của Ngũ Giác Đài, Bộ Tư pháp và Phó Tổng thống, người chủ tọa phiên họp của lượng viện. Bà Pelosi lưu ý rằng ngày hôm nay sẽ luôn là một phần của lịch sử, nhưng bây giờ nó sẽ là một bức tranh đáng hổ thẹn về đất nước của chúng ta trưng ra trước thế giới. Liên quan giữa người biểu tình và Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Trump đã khuyến khích những người ủng hộ đến Washington để chống lại việc Quốc hội chứng nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ông đã tổ chức một cuộc tập họp trước đó vào ngày thứ Tư và kêu gọi những người ủng hộ ông tuần hành đến điện Capitol, kêu gọi với họ loại bỏ những kẻ kém cỏi của Quốc hội và giờ là lúc biểu dương sức mạnh. Những người ủng hộ Tổng thống Trump đã phá hàng rào an ninh và xông vào tòa nhà điện Capitol và đụng độ với các nhân viên chấp pháp trước khi làm gián đoạn quá trình kiểm đếm phiếu của cử tri đoàn. Tổng thống Trump đã nhiều lần nói với những người ủng hộ rằng cuộc bầu cử tháng 11 đã bị đánh cắp khỏi tay ông. Điều đó là sai trái. Trong khi đó, công ty Twitter thông báo khóa tài sản của Tổng thống Trump trong 12 tiếng vì những dòng tweet như là vi phạm quy định của Twitter về kích động bạo lực. Trách nhiệm đập phá quốc hội thuộc về ai? Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mitt Romney và nhiều nhà lập pháp quy trách cho Tổng thống Donald Trump kích động một cuộc nổi dậy bạo lực tại điện Capitol. Ông Romney, ứng cử viên Tổng thống năm 2012 của đảng Cộng hòa và là người thường xuyên chỉ trích Tổng thống Trump, cho biết vụ xâm nhập bạo lực điện Capitol vào ngày thứ Tư là vì niềm kiêu hãnh bị tổn thương của một con người ích kỷ và sự phẫn nộ của những người ủng hộ ông ta, mà ông ta đã cố tình cung cấp thông tin sai lạc trong hai tháng qua. Thượng nghị sĩ tiểu bang Utah cho biết những người tiếp tục ủng hộ trò nguy hiểm của Tổng thống Trump bằng việc phản đối kết quả của một cuộc bầu cử chính danh, dân chủ, sẽ mãi mãi bị coi là đồng lõa trong một cuộc tấn công chưa từng có nhắm vào nền dân chủ của chúng ta. Ông Romney chế nhạo thượng nghị sĩ tiểu bang Texas Ted Cruz và các nghị sĩ đảng Cộng hòa khác muốn kiểm toán kết quả bầu cử. Làm ơn, không có cuộc kiểm toán nào do quốc hội lãnh đạo mà sẽ thuyết phục được những cử tri trước đó, đặc biệt khi tổng thống sẽ tiếp tục tuyên bố cuộc bầu cử đã bị đánh cắp. Ông Romney nói sự thật đơn giản là tổng thống đắc cử, tức Joe Biden, đã thắng cuộc bầu cử này. Tổng thống Trump đã thua.
Tổng thống Donald Trump dường như biện minh cho việc những người ủng hộ của ông dùng vũ lực xông vào Quốc hội Hoa Kỳ. Trong một dòng tweet vào tối ngày thứ Tư, Tổng thống Trump nói, đây là chuyện xảy ra khi một chiến thắng bầu cử áp đảo thiêng liêng bị tước đoạt một cách tàn bạo và tàn nhẫn khỏi những người yêu nước vĩ đại. Những người đã bị đối xử tồi tệ và bất công trong suốt thời gian dài. Ông nói thêm, hãy trở về nhà với tình yêu và trong sự yên ổn. Hãy nhớ mãi ngày này. Những người ủng hộ Tổng thống Trump đã phá hàng rào an ninh và xông vào tòa nhà Điện Capitol và đụng với các nhân viên chấp pháp trước khi làm gián đoạn quá trình kiểm đếm phiếu của cử tri đoàn. Tổng thống Trump đã nhiều lần nói với những người ủng hộ rằng cuộc bầu cử tháng 11 đã bị đánh cắp khỏi tay ông, dù điều đó là sai trái. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ lên tiếng. Quyền Bộ trưởng Tư pháp Jeffrey Rosen nói cuộc biểu tình bạo lực ủng hộ Tổng thống Trump tại Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, là một cuộc tấn công không thể dung thứ, nhắm vào một định chế căn bản của nền dân chủ. Ông Rosen nói rằng Bộ Tư pháp đang làm việc với cảnh sát Điện Capitol và các cơ quan thi hành luật pháp khác để bảo vệ Điện Capitol. Ông Rosen cho biết hàng trăm đặc vụ liên bang từ các cơ quan của Bộ Tư pháp đã được điều đến để trợ giúp. Ông gọi đó là một tình huống không thể chấp nhận được và cho biết các công tố viên liên bang đang thực thi luật pháp của đất nước chúng ta. Vụ bạo loạn này cuộc biểu tình đã khiến 4 người chết và một số người bị thương. 4 người chết khi những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump chiếm đóng bạo lực ở Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ. Cảnh sát trưởng thủ đô Washington, D.C. Robert Conti cho biết, những người thiệt mạng ngày thứ Tư bao gồm một người phụ nữ bị cảnh sát Điện Capitol bắn trúng, 3 người khác chết trong tình huống khẩn cấp y tế. Cảnh sát cho biết cả lực lượng an ninh lẫn những người ủng hộ Tổng thống Trump đều sử dụng chất hóa học gây khó chịu trong suốt khoảng thời gian chiếm đóng tòa nhà Quốc hội kéo dài hàng giờ trước khi nó được lực lượng luật pháp giành lại quyền kiểm soát vào tối ngày thứ Tư. Người phụ nữ bị bắn trước đó trong ngày thứ Tư khi đám đông bạo động tìm cách phá rào chắn ở Điện Capitol, nơi cảnh sát được trang bị vũ khí đứng ở phía bên kia. Cô này nhập viện với nhiều vết thương do đạn bắn và sau đó đã tử vong. Các quan chức cảnh sát thủ đô cũng cho biết 2 quả bom ống đã được thu giữ, một quả nằm ngoài Ủy ban Dân chủ toàn quốc và một quả nằm ngoài Ủy ban Đảng Cộng hòa toàn quốc. Cảnh sát tìm thấy một thùng lạnh từ một chiếc xe chứa một khẩu súng dài và bom xăng trong khuôn viên Điện Capitol. Cảnh sát ra tay và nhiều nhà lập pháp lên tiếng kết án Tổng thống Trump. Cảnh sát dùng hơi cay giải tán người biểu tình ủng hộ Tổng thống Trump ra khỏi khuôn viên Điện Capitol trước giờ giới nghiêm 6 giờ chiều ngày 6 tháng 1, 2021. Nhiều ủng hộ viên của Tổng thống trước đó vượt qua hàng rào an ninh xông vào trụ sở Quốc hội trong lúc Quốc hội đang họp để biểu quyết xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 3 tháng 11, 2020. Người biểu tình xô xát với cảnh sát cả bên trong lẫn bên ngoài tòa nhà Quốc hội. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ben Sasse trực tiếp quy lỗi cho Tổng thống Donald Trump về vụ các đám đông giận dữ xông vào Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ. Nhà lập pháp, đại diện tiểu bang Nebraska, người thường xuyên chỉ trích Tổng thống Trump, nói Điện Capitol bị tấn công trong khi nhà lãnh đạo của thế giới tự do ẩn trốn sau bàn phím để tải lên những dòng tweet chỉ trích phó tổng thống của ông vì ông Pence hoàn thành nhiệm vụ như đã tuyên thệ khi nhậm chức là sẽ bảo vệ hiến pháp. Thượng nghị sĩ Ben Sasse viết trong một tuyên bố, những lời nói dối có những hậu quả của chúng. Trong khi đó thì tại một vài tiểu bang cũng bị quấy rối. Cảnh sát tiểu bang New Mexico sơ tán nhân viên ra khỏi nghị viện tiểu bang, kể cả văn phòng thống đốc và chánh văn phòng tiểu bang như một biện pháp thận trọng sau khi hàng trăm ủng hộ viên của Tổng thống Trump ra tay phất cờ tới trước trụ sở chính quyền trong xe van và trên lưng ngựa. Một người phát ngôn của thống đốc New Mexico cho biết không có dấu hiệu nào là nghị viên tiểu bang bị đe dọa. Nhân viên của thống đốc tiểu bang Utah, ông Spencer Cox, được lệnh hãy về nhà giữa lúc hàng trăm người biểu tình ủng hộ ông tụ tập bên ngoài nghị viện tiểu bang, mặc dù cuộc biểu tình tương đối diễn ra ôn hòa. Một vụ xô xát đã diễn ra giữa những người biểu tình ủng hộ Tổng thống Trump, gồm thành viên của nhóm cực hữu Proud Boys và những người chống biểu tình tại thành phố Columbus ở bang Ohio, hiện trụ sở nghị viện không bị đe dọa. Ở St. Paul, tiểu bang Minnesota,
đám đông biểu tình hò reo khi nghe tin các ủng hộ viên của Tổng thống Trump đã xông vào điện Capitol ở Washington. Tại Georgia và Oklahoma, một số người biểu tình mang súng trên người. Đô trưởng Muriel Bowser lên án hành xử của những người ủng hộ Tổng thống Trump là đáng xấu hổ, không yêu nước và trên hết tất cả là phi pháp. Cảnh sát thuộc đô được điều tới Quốc hội, giới phụ trách từ các bang Maryland, Virginia và New Jersey hỗ trợ tiếp sức. Vệ binh quốc gia cũng được huy động, cùng với các thanh tra Bộ An ninh Nội địa và cơ quan mật vụ. Một nguồn tin hiểu rõ tình hình nói rằng các nhân viên tòa Bạch Ốc bày tỏ kinh hoàng về vụ bạo động tại điện Capitol và lo ngại sẽ xảy ra thêm những cảnh bạo động khác trên các đường phố của thủ đô. Đô trưởng Muriel Bowser lên án hành xử của những người ủng hộ Tổng thống Trump là đáng xấu hổ, không yêu nước và trên hết tất cả là phi pháp. Cảnh sát thuộc đô được điều tới Quốc hội, giới phụ trách từ các bang Maryland, Virginia và New Jersey hỗ trợ trực tiếp sức. Vệ binh quốc gia cũng được huy động cùng với các thanh tra Bộ An ninh, Nội địa và cơ quan mật vụ. Một nguồn tin hiểu rõ tình hình nói rằng các nhân viên tòa Bạch Ốc bày tỏ kinh hoàng về vụ bạo động tại điện Capitol và lo ngại sẽ xảy ra thêm những cảnh bạo động khác trên các đường phố của thủ đô Washington trong đêm nay. Cảnh sát thành phố New York nói với đài Fox, "Chúng tôi đang theo sát tình hình ở Washington DC. Ngay trong lúc này, không có liên hệ nào giữa những diễn biến tại Washington với bất cứ điều gì ở thành phố New York." Và thế giới sững sờ và kinh ngạc. Lãnh đạo thế giới đã đồng loạt lên tiếng bàng hoàng, sững sờ và kinh ngạc trong khi chỉ trích biểu tình bạo loạn ở trụ sở Quốc hội Mỹ vào thời điểm xác nhận kết quả bầu cử tổng thống. Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli bình luận trên Twitter ngày 7 tháng 1. Cảnh tượng ở điện Capitol tối nay rất đáng quan ngại. Các lá phiếu dân chủ cần được tôn trọng. Chúng tôi chắc chắn rằng Mỹ sẽ bảo đảm rằng các nguyên tắc dân chủ phải được bảo vệ. Thủ tướng Anh Boris Johnson mô tả cảnh tượng ở thủ đô Washington DC của Mỹ là đáng hổ thẹn và kêu gọi một quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình. Những cảnh tượng không thể tin nổi ở Washington DC. Đây là sự tấn công không thể chấp nhận được vào nền dân chủ. Tổng thống Trump phải có trách nhiệm ngăn chặn điều này. Thủ tướng Na Uy Erna Solberg bình luận. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg bình luận trên Twitter như sau. Cảnh tượng kinh hoàng ở Washington DC, kết quả cuộc bầu cử dân chủ này phải được tôn trọng. Thủ tướng Canada Justin Trudeau bày tỏ quan ngại về tình hình ở Washington DC. Chúng tôi vô cùng quan ngại và theo dõi tình hình từng phút. Tôi nghĩ các định chế dân chủ của Mỹ rất mạnh mẽ và hy vọng mọi thứ sẽ nhanh chóng trở lại bình thường. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cũng đặt niềm tin vào Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden sẽ vượt qua giai đoạn căng thẳng này và đoàn kết người Mỹ. Trong khi đó thì nhiều quan chức tòa Bạch Ốc đã từ chức sau cuộc bạo loạn ở Quốc hội. Hàng loạt quan chức tòa Bạch Ốc đã tuyên bố từ chức hoặc cân nhắc từ chức sau khi những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump biểu tình bạo loạn ở trụ sở Quốc hội. Theo BBC, Phó Thư ký Tòa Bạch Ốc bà Sarah Matthews vào ngày 6 tháng 1 vừa qua đã tuyên bố từ chức sau khi lên án cuộc biểu tình bạo loạn của những người ủng hộ Tổng thống Trump ở trụ sở Quốc hội. Tôi rất vinh dự được làm việc trong chính quyền của Tổng thống Trump, tự hào về các chính sách mà chúng tôi đã thực thi. Giống như nhiều người khác ở Quốc hội, tôi cảm thấy quan ngại sâu sắc về những gì được chứng kiến hôm nay. Bà Matthews nói. Bà Matthews cũng cho biết quyết định từ chức của bà có hiệu lực ngay lập tức, đồng thời nhấn mạnh đất nước chúng ta cần một cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình. Trước đó, chánh văn phòng của đệ nhất phu nhân Melania, bà Stephanie Grisham, cũng tuyên bố từ chức. Thư ký truyền thông xã hội của Tòa Bạch Ốc là Anna Christina Ricci Nisseta cũng quyết định từ chức. Một số trợ lý cấp cao của Tổng thống Trump, trong đó có Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien, cấp phó Matt Pottinger và Phó Chánh án Văn phòng Tòa Bạch Ốc Chris Lindell, được cho là cũng đang cân nhắc từ chức ngay trong tối 6 tháng 1 hoặc ngày 7 tháng 1. Tổng thống tân cử Joe Biden nói những gì diễn ra ở thủ đô DC gần như nổi loạn. Tổng thống tân cử Joe Biden vừa đọc diễn văn, nói rằng nền dân chủ Mỹ đang bị tấn công, điều chưa từng xảy ra trong thời hiện đại. Một cuộc tấn công vào nền Cộng hòa của chúng ta,
một cuộc tấn công vào nền pháp trị, những khái niệm thiêng liêng nhất của nước Mỹ, việc nước Mỹ, việc dân, ông Biden nói. Ông đã kích một số nhỏ những kẻ cực đoan theo đuổi tình trạng vô pháp luật. Đây không phải là bất đồng chính kiến, mà là vô trật tự, là hỗn loạn, gần vượt qua lằn ranh của nổi loạn, và tình trạng đó phải chấm dứt ngay bây giờ. Ông Biden kêu gọi Tổng thống Trump hãy lên đài truyền hình quốc gia và yêu cầu chấm dứt vụ phong tỏa. Quốc hội Mỹ chính thức xác nhận ông Joe Biden thắng cử. Phó Tổng thống Mike Pence xác nhận ông Joe Biden là Tổng thống đắc cử với 306 phiếu đại cử tri sau phiên họp thâu đêm của các nghị sĩ tại trụ sở Quốc hội. Tổng thống Trump trong tuyên bố phát đi ngay sau phiên họp Quốc hội cho biết như sau. Tôi vẫn luôn nói rằng chúng ta sẽ tiếp tục cuộc chiến để bảo đảm chỉ kiểm đếm các lá phiếu hợp lệ. Dù việc xác nhận ông Biden đắc cử cho thấy sự chấm dứt của nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên tuyệt vời nhất trong lịch sử, nhưng cũng chính là sự khởi đầu của cuộc chiến của chúng ta đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Mặc dù tôi hoàn toàn phản đối kết quả bầu cử, nhưng thực tế buộc tôi phải cam kết rằng sẽ có một cuộc chuyển giao quyền lực có trật tự vào ngày 20 tháng 1. Tổng thống Trump nói, ông Joe Biden và bà Kamala Harris sẽ trở thành tổng thống và phó tổng thống theo phiếu bầu mà chúng tôi nhận được, Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar phát biểu tại phiên họp Quốc hội. Tràng pháo tay lớn đã nổ ra sau tuyên bố này. Phó Tổng thống Mike Pence xác nhận, ông Biden giành 306 phiếu, ông Trump giành 232 phiếu. Việc công bố kết quả kiểm phiếu của Chủ tịch Thượng viện sẽ được coi là hoàn tất cuộc bầu cử tổng thống và phó tổng thống, ông Pence nói thêm. Chủ tịch Thượng viện, theo luật là Phó Tổng thống Hoa Kỳ, ông Pence sau đó tuyên bố kết thúc phiên họp bằng hành động gõ công nhận kết quả. Quá trình kiểm phiếu này đã kéo dài hơn dự tính. Quốc hội Mỹ đã không thể hoàn tất việc xác nhận kết quả bỏ phiếu đại cử tri và công bố tổng thống đắc cử trong ngày 6 tháng 1 theo kế hoạch. Vào đêm 6 tháng 1, rạng sáng ngày 7 tháng 1 theo giờ địa phương, cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ quyết định tiếp tục quá trình này để có thể hoàn tất sớm nhất có thể. Việc kiểm phiếu và xác nhận tổng thống đắc cử không thể hoàn tất trong ngày 6 tháng 1, một phần do cuộc biểu tình bạo loạn xảy ra ngay khi Quốc hội khai mạc cuộc họp, và một phần do quy trình tranh luận độc lập tại lưỡng viện kéo dài 2 tiếng đối với khiếu nại kết quả ở một số bang. Như vậy là chúng ta, nước Mỹ đã chính thức có kết quả. Ông Joe Biden và bà Kamala Harris là tân tổng thống, và bà Kamala Harris là tân phó tổng thống đắc cử. Ngày 20 tháng 1 tới sẽ là ngày đăng quang tân lãnh đạo nước Mỹ, và Tổng thống Donald Trump sẽ rời Tòa Bạch Ốc trở về đời sống của một công dân đời thường sau 4 năm. Và đó là phần tin Hoa Kỳ. Sau một phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với phần tin thế giới có các tin chính như sau. Covid-19 tiếp tục trầm trọng ở nhiều nơi trên thế giới. Tỷ lệ phản ứng sau tiêm vaccine là 1 trên 100.000.